Đo độ ẩm cà phê trên máy két 2 và máy két 3. Chúng ta chuẩn bị mẫu là 100 g. Rồi, tiến hành đo thì chúng ta mở máy két 2 lên, đo trước. Bấm on để mở. Bấm nút select, chọn mã 63. Bấm MIA để đo. Đổ cà phê vào. Đo lần 1. Cho kết quả là 13,5 độ. Rồi đổ ra, bấm đo lần 2. Đo lần 3. Ba phẩy sáu, ba lần là bấm nút AVE cho kết quả là rồi. Đo qua máy két 3, chúng ta bấm on mở máy lên, chọn mã đo là 66. Nếu chưa phải là 66 thì bấm nút select, bấm nút 66, sau đó bấm nút MEA để đo. Chờ khoảng 4 giây nó sẽ nhấp nháy chiếc vua ở đây, rồi chúng ta sẽ đổ vào. Rồi, đổ từ từ, đổ đôi tay. Nhớ là mẫu đo là mẫu 100 g nhé. Rồi. 13 độ 8. Đó là lần 2. Rồi, 3 lần đo là 13 độ 7, 13 độ 6, 13 độ 7. Đấy, tương đương nhau. Ok.